Tèo. Mày đừng có nghĩ bậy nha. Tao thấy cổ ngoài đường tâm thần không có được bình thường, nên là tao đưa cổ lên làng xã mà không ai anh trển nhận hết, nên là tao đưa cổ về đây rồi ngày mai tao đưa lên làng xã lại. Mày đừng có ghẹo tao, tại tao sợ cổ đi bậy rồi gặp anh hai nhà họ Trương hãm hại cổ, nên tao mới dắt cổ lên làng xã. Mà thấy cổ tội nghiệp không, nên tao mới dẫn cổ về cho ngủ một đêm ở đây. Hồi nãy tao nói mày nghe rồi mà. Thì đó, thì ông trời khiến xui nhân viên chứ còn gì nữa. Nhân viên cái giống gì? Cái cô này á, tâm trí không được bình thường. Tao không hiểu sao tự nhiên tao dính vô cục nợ đời này chứ không biết nữa. Cô ơi dạ. Cô bị tỉnh đi thằng kia. Cô quay á, dám làm chuyện tại chợ này sao? Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, tụi bay dám dụ dỗ con gái nhà lành hả? Mọi người ơi, mau qua đây bắt hai thằng này lên làng xã. Đúng rồi, mọi người làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Mày quán bà.